Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Nghệ An Đất Học được phát sóng thường kỳ trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An vào 21 giờ thứ hai của tuần thứ tư trong tháng. Kính thưa quý vị, mỗi dịp hè về, phụ huynh học sinh lại dành nhiều mối quan tâm cho con trẻ để làm sao các em có được một kỳ nghỉ hè thực sự bổ ích. Tuy nhiên thì việc sắp xếp một kế hoạch thời gian hợp lý để các em học sinh có thể được học mà chơi lại là điều mà không ít phụ huynh còn lúng túng. Chương trình Nghệ An Đất Học kỳ này với chủ đề kỳ nghỉ hè hữu ích sẽ được chúng tôi phân tích trong mục thời sự học đường. Còn mục thắp sáng ước mơ, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ em Lương Văn Mậu, một học sinh dân tộc Thái đến từ huyện miền núi Tương Dương, đã vượt khó để vươn lên trong học tập. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình. Mùa hè năm nay, gia đình chị Nguyễn Thị Thu Hiên đã quyết định cho con theo học lớp năng khiếu nghệ thuật tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An. Cũng như khá nhiều bậc phụ huynh, chị Hiên xem đây là sự lựa chọn đúng đắn cho sự phát triển của con trong giai đoạn lứa tuổi tiểu học. Trên thực tế, các cháu tỏ ra rất hứng thú với lớp học này. Con em nói riêng với các cháu nói chung là thường thường là đi tham gia các cái hoạt động học là thường thường là rất là sôi nổi á, rồi là các cháu rất là hứng thú, rồi lúc nào cũng nói chung ở nhà là cứ mong là cho đến chiều để mà được đi học á. Đi học thì các cháu được rèn luyện thể lực á, được khỏe hơn, rồi là cũng năng động hơn. Kết thúc một năm học, kỳ nghỉ hè là dịp để các em học sinh nghỉ ngơi sau hơn 9 tháng rèn luyện kiến thức trên ghế nhà trường. Theo các nghiên cứu giáo dục, việc nghỉ ngơi của học sinh, đặc biệt là học sinh nhỏ tuổi là hết sức cần thiết, góp phần hoàn thiện khả năng phát triển của trẻ. Nghỉ hè, các em học sinh được tham gia các hoạt động ngoài trời, được vui chơi, khám phá tri thức của cuộc sống mà trong năm học các em ít có thời gian tiếp cận hơn. Nói một cách khác, đây cũng là một quá trình học nhằm giúp các em học sinh phát triển toàn diện về thể chất lẫn trí tuệ. Trong suốt một cái năm học mà cháu đã dồn hết tâm lực vào trong cái việc học rồi ấy, thì cái thời gian khoảng thời gian hè là cái thời gian để các cháu nghỉ ngơi và để các cháu sống đúng với cái tuổi thơ của nó. Và phụ huynh có thể là nên hiểu rằng là đừng có tước đoạt mất cái quyền đó là quyền được sống đúng cái tuổi thơ của trẻ. Thì cái việc học và việc chơi thì cần phải cân đối, và ta thấy là cái không chỉ là trẻ học qua sách vở, nếu chỉ học qua sách vở trên nhà trường thôi thì tất cả những cái tri thức đó nó rất là khô cứng, có thể là nó không sinh động bằng cái tri thức ở bên ngoài. Thì khi trẻ chơi thì ta thấy là khi mà nó chơi thì nó chính là cái phương tiện để giáo dục toàn diện cho trẻ, thì không chỉ là nó phát triển về mặt thể chất đâu mà còn phát triển về trí tuệ và cả cái mặt như là đạo đức hay là thẩm mỹ hay là lao động cho trẻ nữa. Để phục vụ nhu cầu của các bậc phụ huynh, những điểm trông giữ trẻ tư nhân trong dịp hè, các trung tâm đào tạo kỹ năng sống, phát triển thể mỹ cho trẻ mọc lên khá nhiều, đặc biệt ở địa bàn thành phố. Mục đích của các lớp học này nhằm giúp trẻ độc lập, tự tin và giao tiếp tốt hơn, biết xử lý một số tình huống rủi ro mà các em có thể gặp phải, được tìm hiểu và học thêm các lĩnh vực thể mỹ. Số lượng con trẻ tham gia các lớp học này ngày càng tăng đã chứng tỏ nhu cầu đúng đắn của các bậc phụ huynh trong quá trình nuôi dạy con. Tuy nhiên, có một thực tế là bên cạnh việc cho con cái tham gia các khóa đào tạo về kỹ năng sống, các lớp năng khiếu nghệ thuật, nhiều bậc phụ huynh đã đồng thời ép con phải học một cách quá sức so với lứa tuổi. Về vấn đề này, các bậc phụ huynh vẫn nhận ra đây là một sự quá tải đối với con em mình, nhưng dường như họ không thể làm khác. Là thứ hai thì em muốn cái chương trình giảm tải bớt ấy. Để mình đỡ thấy con ai cứ đi học, đâm ra mình cũng lo lắng cho con đi học sớm như thế, chứ thực chất thì em thì làm sao cho các bé có cái thời gian vui chơi giải trí có lẽ em đỡ hơn. Bé cũng áp lực, cũng cứ lúc nào về mẹ ơi, bây giờ cái từ này đọc như thế nào, học như thế nào, mới có 5 tuổi thì kiểu cứ lo thế. Bản thân cái chị đây, hồi đang nhỏ thì cũng như hè là được vui chơi nhiều hơn, nhưng bây giờ các cháu nghỉ hè cũng được nghỉ có mấy hôm, rồi là cũng phải đi học. Chị đấy là những ngày xưa tổ trớn, thế sao chị vẫn cho con đi học? Bởi vì bây giờ xu thế thì
thấy tất cả các cháu cùng lứa tuổi với con mình đều đi học như thế thì mình cũng cho con đi học thôi. Trái ngược với quan điểm mà sự mâu thuẫn đang diễn ra khá phổ biến này, không ít phụ huynh có suy nghĩ đơn giản, nghỉ hè trẻ phải được chơi, nên đã cho con ăn ngủ, chơi bời vô độ. Điều này là hoàn toàn sai lầm. Dù đây là thời gian trẻ được nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng không vì thế mà cha mẹ có thể để các em rong chơi hết ngày này qua ngày khác. Trong thời gian nghỉ hè, trẻ vẫn cần được bố trí thời gian học tập, sinh hoạt điều độ. Tất nhiên chơi là phải chơi đúng ý nghĩa của chơi. Không phải là cứ ngồi ôm máy tính hay là ngồi chơi game hay là internet thì tất cả đó là ta nên để cho trẻ tránh xa những cái điều đó ra. Bởi vì tất cả những cái đó nó không phát triển nhiều ở trẻ. Mà khi mà trẻ nó được chơi, đặc biệt là ta cho trẻ chơi ở trong cái môi trường bên ngoài, hướng tới cái điều kiện tự nhiên bên ngoài đấy, thì trẻ nó sẽ có thể là phát triển tốt. Bởi vì đây là cái quá trình trẻ được trải nghiệm, mà những cái kiến thức này trong sách vở không có, nó có thể là rất khô cứng. Còn tất cả những cái trí thức nó vận dụng được vào trong học tập sau này đều do là nó trải nghiệm ở bên ngoài cuộc sống thực. Để trẻ có được một mùa hè lý thú, an toàn mà không ảnh hưởng nhiều tới công việc của bố mẹ là mong muốn chung của hầu hết các gia đình. Tuy vậy, căn cứ vào hoàn cảnh và điều kiện kinh tế, mỗi bậc cha mẹ nên thận trọng, xem xét kỹ trước khi gửi con vào bất cứ đâu hay cho con tham gia bất cứ khóa học nào trong dịp hè này. Và điều quan trọng nhất là bố mẹ cần thường xuyên quan tâm, gần gũi và chia sẻ với con, tránh tình trạng bỏ mặc, để trẻ muốn làm gì tùy thích. Như đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, trong câu chuyện Thắp sáng ước mơ, chúng ta sẽ gặp gỡ học sinh Lương Văn Mầu. Em là người có số phận cuộc đời đầy gian nan vất vả, nhưng em cũng là cậu học trò đã chứng minh cho mọi người thấy không có việc gì khó. Những hình ảnh sau đây chúng tôi đã ghi lại được trước kỳ nghỉ hè của em. Nhà của Lương Văn Mậu cách trường không xa, nhưng để tới trường kịp chúng bạn, sáng nào Mậu cũng phải dậy sớm. Dù mùa đông rét buốt hay mùa hè nắng nóng, chẳng mấy khi cậu học trò người dân tộc Thái này đi học muộn. Không may mắn như chúng bạn cùng trang lứa, từ khi sinh ra, Mậu đã mang trong mình dị tật bẩm sinh. Ở huyện biên giới vùng cao Tương Dương, chuyện học sinh bỏ học giữa chừng không phải là chuyện hiếm. Ấy vậy mà với Lương Văn Mậu, dù phải tới trường bằng chiếc xe lăn và cũng có những thời kỳ đã phải di chuyển bằng đôi tay, em vẫn đầy quyết tâm và nghị lực để thắp sáng ước mơ của mình. Cho dù khó khăn đến này thì em cũng vẫn quyết tâm đi học, vì đi học sẽ biết được nhiều thứ ở nhà sẽ không biết gì. Và đi học sẽ giúp em sau này sẽ tìm được việc làm. Khi Lương Văn Mậu bắt đầu đến tuổi đi học, em nằng nặc đòi bố mẹ, ông bà phải cho em tới trường. Thương em sinh ra không may mắn, người thân đã chiều lòng cậu học trò bị bại liệt đôi chân. Cũng chỉ với hy vọng, nhà trường sẽ là nơi có thể làm vơi đi nỗi buồn trong em. Thế nhưng kết quả học tập của Mậu làm nhiều người phải bất ngờ. Dù không phải là học trò xuất sắc của nhà trường trong 5 năm học tiểu học và 4 năm trung học cơ sở, nhưng bao giờ Mậu cũng khẳng định được mình không thua kém bạn bè. Đặc biệt là em rất là chuyên cần, hầu như rất là ít nghỉ học. Em thường đi học đầy đủ. Và trong lớp thì em cũng nghiêm túc học tập và rất là chăm chú nghe giảng. So với cái bạn bè trong lớp thì em cũng vào mức nửa trên của lớp. Ai biết hết hoàn cảnh và số phận của cậu học trò Lương Văn Mậu sẽ không khỏi xót xa và cảm phục em. Nhà Mậu ở bản Minh Phương, xã Lượng Minh, một bản làng được xem là thủ phủ của tệ nạn ma túy trên huyện miền núi Tương Dương. Không chỉ đói nghèo, thất học, rất nhiều công dân ở bản Minh Phương đã lầm đường lạc lối, tham gia tiếp tay cho loại hình tội phạm nguy hiểm nhất. Bố mẹ của Lương Văn Mậu cũng đã dính vòng lao lý, tham gia vận chuyển, buôn bán ma túy, vào tù ra tội như cơm bữa. Tủi nhục,
đắng cay này, giờ đây Lương Văn Mậu có thể hiểu. Và em chỉ có thể lặng im ngày bữa cháo, bữa rau để sống qua ngày trong ngôi nhà rách nát này cùng bà ngoại. Không biết làm sao nè, người tôi tù tội thì là 3-4 đứa. Không biết làm thế nào ra tiền, ai cũng điền về rồi là cho ăn một thì một nửa, không biết lấy cái chi. Khó khăn chồng chất khó khăn, Lương Văn Mậu vẫn không chịu lùi bước. Thấu hiểu hoàn cảnh của em, các thầy cô giáo, nhà trường đã trở thành nguồn động viên lớn lao để Mậu có cơ hội thoát ra khỏi vũng lầy. Thiếu vắng bàn tay săn sóc của bố mẹ đẻ, Mậu vẫn có thể tiếp bước bởi những người bố, người mẹ thứ hai. Cũng ở bên cuộc đời em, một tình bạn lớn đã được nhen lên. Người luôn ở cạnh Mậu lúc buồn vui, khó khăn, vất vả là Lương Văn Trôm, một cậu bé có hoàn cảnh không khác gì Mậu. Mẹ mất vì căn bệnh AIDS thế kỷ, bố bỏ nhà đi biệt xứ. Giờ đây, khi hai đứa trẻ đã lớn, người ta chỉ còn nhìn thấy chúng bên nhau cạnh chiếc xe lăn. Nhưng Trôm chính là người bạn đã 3 năm liên tục cõng Mậu tới trường khi các em mới ở độ tuổi lên 8. Có bạn bè, thầy cô, Lương Văn Mậu đã tự tin để hướng về tương lai phía trước với những ước mơ giản dị, trong sáng. Sau khi em về hết cấp 2 và em sẽ lên cấp 3, và ước mơ của em sau này sẽ làm kỹ sư công nghệ thông tin để giúp em làm việc thuận tiện hơn và không đi lại. Kết thúc năm học 2013-2014, Lương Văn Mậu đạt kết quả học tập khá. Một học sinh bình thường, sinh ra, lớn lên và học tập tại địa bàn miền núi khó khăn như huyện Tương Dương, thì kết quả học tập này cũng đã đáng được ghi nhận. Thế nhưng, không chỉ là người chịu thiệt thòi về thể chất, Lương Văn Mậu còn mang bên mình những gánh nặng cuộc đời bởi hoàn cảnh đặc biệt của gia đình em. Bản thân em, dù không đi lại được trên đôi chân của mình, vẫn đứng vững giữa cuộc đời bằng ý chí và nghị lực phi thường. Em là tấm gương vượt khó học tập đáng được biểu dương. Và em đang cần lắm sự sẻ chia của cộng đồng để tiếp tục thắp sáng ước mơ của mình. Tôi nghĩ rằng em sẽ là thi được lớp 10. Và lớp 10 thì mong rằng các nhà hảo tâm, các nhà tài trợ, các tổ chức hãy là giúp em về cái kinh tế để em vượt lên. Câu chuyện về học sinh Lương Văn Mậu vượt lên số phận để đi tìm con chữ cũng đã khép lại chương trình Nghệ An Đất Học kia này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.